ghế massage cao cấp Daikyosan. Báo hiếu là không chờ đợi. Kính thưa quý vị, mời quý vị đón xem bản tin 30 giây nóng hôm nay, thứ Bảy ngày 7 tháng 5. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Bé trai 13 tuổi đạp xe gần 200 km thăm bạn gái quen qua mạng đã được gia đình đón về nhà. Không khí cổ động viên tiếp lửa cho SEA Games 31. Huấn luyện viên Park Hang-seo cầm quân tập giữa trưa sau trận thắng U23 Indonesia. 70% trẻ em mắc bệnh gan bí ẩn ở Anh sống trong gia đình có nuôi chó. Nhận định ban đầu nguyên nhân vụ nổ khách sạn 5 sao ở Cuba khiến ít nhất 18 người chết. Phát hiện bất ngờ, cỏ biển thải ra lượng đường tương đương 32 tỷ lon nước ngọt. Sau đây là thông tin chi tiết về các tin tức nóng được chúng tôi cập nhật đến 20 giờ ngày 7 tháng 5. Hôm nay ông Lê Quốc Đạt, trưởng công an xã Trường Long, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ cho biết, công an xã vừa bàn giao bé trai 13 tuổi, trú tại phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh cho gia đình đón về nhà an toàn. Đây cũng là người vừa đạp xe gần 200 km từ thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Thơ để thăm bạn gái. Trước đó, tối ngày 5 tháng 5, trong lúc tuần tra an ninh trật tự trên địa bàn, công an xã Trường Long đã phát hiện em T mặc áo học sinh đi xe đạp, đeo ba lô, có biểu hiện mệt mỏi nên dừng xe kiểm tra. Qua thăm hỏi, em T cho biết em đã trốn gia đình đi xe đạp từ nhà ở phường 15, quận Tân Bình xuống nhà bạn gái tên V, sinh năm 2010, trú tại ấp Trường Ninh A, xã Trường Long. T và V trước đó quen biết nhau qua mạng xã hội. Tổ tuần tra đã đưa cậu bé về trụ sở công an xã chăm sóc, cho ăn uống, tắm rửa và nghỉ ngơi, đồng thời liên hệ gia đình đến đón con về. Qua xác minh, công an xã Trường Long xác định em T trốn gia đình từ ngày 3 tháng 5. Khi đi, T không mang theo điện thoại di động, trong người chỉ có 500.000 đồng làm lộ phí. Dọc đường, T ăn uống và bơm vá bánh xe nhiều lần nên đã sử dụng hết tiền. Do không có điện thoại nên trên đường đi, cậu bé ghé các cửa hàng điện máy xanh và cửa hàng thế giới di động, sử dụng điện thoại trưng bày đăng nhập Zalo nhờ bạn gửi định vị và theo đó đến xã Trường Long. Đến chiều ngày 6 tháng 5, gia đình T đã xuống Cần Thơ đón em về an toàn. Liên quan đến chiếc thùng cắt tông bốc mùi thối nồng nặc tại một tòa nhà ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, nghi vấn ban đầu là thi thể nghi trẻ sơ sinh gây xôn xao. Đến chiều ngày 7 tháng 5, công an xác định đây là xác chó đang phân hủy. Trước đó, khoảng 8 giờ cùng ngày, một bảo vệ tòa nhà trên đường Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận, quận 7, ngửi thấy mùi hôi bốc ra từ một thùng cắt tông dưới tầng hầm. Bảo vệ báo cho nhân viên và lãnh đạo tòa nhà mở ra kiểm tra, mùi hôi tỏa ra nồng nặc hơn. Theo bảo vệ, lúc mở thùng ra đặt nghi vấn có thi thể trẻ sơ sinh đang phân hủy, có cả đồ trẻ em, khăn choàng. Chiếc thùng này được gửi đến tòa nhà khoảng 6 tháng nay, vào cuối tháng 10 năm 2021, được dán băng keo cẩn thận. Do đó không ai mở ra, đến nay ngửi thấy mùi hôi mới kiểm tra, báo cơ quan chức năng vào cuộc điều tra sự việc. Tiếp theo là cảnh báo tình trạng thanh thiếu niên hỗn chiến bằng hung khí. Đây là những hình ảnh được ghi lại bởi camera giám sát tại khu vực 3, phường Ngã 7, thành phố Ngã 7 vào khuya ngày 3 tháng 5. Kết thúc hỗn chiến là một thanh niên vĩnh viễn không về với gia đình. Ngay trong đêm, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hậu Giang phối hợp cùng Công an thành phố Ngã 7 lần lượt đưa 11 đối tượng từ chưa đủ 14 tuổi đến 27 tuổi của hai nhóm đánh nhau về phục vụ công tác điều tra. Bước đầu các đối tượng khai nhận nguyên nhân hẹn chém nhau là do người của hai bên có mâu thuẫn từ một ngày trước. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hậu Giang ra quyết định tạm giữ hình sự 10 đối tượng cùng ngụ trên địa bàn tỉnh. Trước đó cũng từ mâu thuẫn hết sức đơn giản nhưng Nguyễn Hồng Quân, 22 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang vừa bị khởi tố về hành vi giết người do dùng dao tự chế gây thương tích nặng cho hai thanh niên vào cuối tháng 3 vừa qua. Sau trận mở màn SEA Games 31 thắng U23 Indonesia 3-0, trưa 7 tháng 5, đội tuyển U23 Việt Nam đã có buổi tập trên sân phụ Việt Trì. Trong khi các học trò cười nói vui vẻ, huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn đăm chiêu. Đây là lần đầu tiên tại SEA Games 31, huấn luyện viên Park Hang-seo cho các học trò tập giữa trưa. Tuy nhiên, điều này cũng bình thường, bởi sau mỗi trận đấu, nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn cho đội tập nhẹ vào buổi sáng. Có thể thấy, tinh thần các cầu thủ khá thoải mái. Nhóm tập thả lỏng đi dọc rìa sân tập cười nói vui vẻ, nhưng ông Park thì không như vậy. Ông thầy người Hàn Quốc vẫn tỏ ra đầy nghiêm nghị. Trên sân, ông đi lại quan sát và yêu cầu các trợ lý phải chú ý hơn với nhóm đá chính, rồi lại quay sang quan sát nhóm rèn kỹ chiến thuật. Theo thông báo của các bác sĩ vào sáng ngày 7 tháng 5, tiền vệ Lý Công Hoàng Anh chỉ bị chuột rút và hoàn toàn sẵn sàng cho trận đấu thứ hai với U23 Philippines ngày 8 tháng 5.
Hình ảnh ghi nhận trong giai đoạn tập luyện trước thềm SEA Games 31, Paul Lê Nguyễn trở thành kình ngư được chăm sóc đặc biệt nhất giải bởi huấn luyện viên cá nhân cũng chính là bạn gái của anh. Đó là cô gái người Mỹ, Chelsea Pearson, một bóng hồng đặc biệt xuất hiện tại cung thể thao dưới nước Mỹ Đình những ngày qua. Vừa học vừa đấu chuyên nghiệp, Paul cần một huấn luyện viên cá nhân để cân bằng lịch làm việc và không thể nào thuận tiện hơn khi chính cô bạn gái Chelsea là người giúp đỡ Paul. Bản thân Chelsea cũng từng là huấn luyện viên cho một đội bơi trẻ ở North Carolina. Ở hai kỳ SEA Games trước đây, Paul từng đoạt một huy chương bạc và đồng. Hướng đến kỳ SEA Games 31 diễn ra tại quê hương của mình, kình ngư Việt Kiều không ngần ngại bày tỏ tham vọng đoạt huy chương vàng. Và tham vọng đó của anh càng mạnh mẽ hơn khi được hỗ trợ bởi cô bạn gái đặc biệt. Còn đây là không khí sôi động, cổ động viên tiếp lửa cho SEA Games 31. Những ngày qua, Hội cổ động viên bóng đá Nam Định liên tục phát đi những thông tin, hình ảnh về mong muốn biến sân Thiên Trường thành chảo lửa trong những trận đấu của bảng B môn bóng đá Nam SEA Games 31. Sáng ngày 7 tháng 5, hàng trăm cổ động viên đã có cuộc diễu hành quanh thành phố Nam Định với mong muốn hâm nóng không khí SEA Games 31. Cuộc diễu hành bắt đầu từ sân Thiên Trường qua nhiều trục đường chính của thành phố Nam Định và có điểm dừng tại khách sạn Nam Cường, nơi đóng quân của các đội bóng tại bảng B. Trước sảnh khách sạn, hội cổ động viên Nam Định hô vang tên của các đội tuyển tham dự. Bản tin 30 giây nóng tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý khác trên một số lĩnh vực. Chiều ngày 7 tháng 5, Công an huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ nổ lớn trong một căn trọ tại khu phố Phú An, thị trấn Phú Long, khiến một người đàn ông bị thương nặng. Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ cùng ngày, người dân nghe một tiếng nổ lớn phát ra tại phòng trọ số 9 của một khu trọ ở khu phố Phú An, thị trấn Phú Long. Sau tiếng nổ, khói bay mịt mù, kèm mùi nghi là hóa chất. Người dân chạy đến phát hiện anh Nguyễn Kim Khánh, 33 tuổi, nằm bất tỉnh trên vũng máu trước cửa phòng. Vào sâu bên trong phòng có hai cháu nhỏ là con và cháu của anh Khánh đang khó thở trên gác. Cả ba được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. Trong đó hai cháu không thương tích, chỉ hoảng hốt bất tỉnh nên đã đưa về nhà. Riêng anh Khánh đang bị thương nặng, mất máu nhiều, tiên lượng xấu. Ban đầu mọi người tưởng nổ bình ga, nhưng vào sâu bên trong thì không có dấu hiệu này, đồ đạc tung tóe trong phòng. Xem lại camera an ninh, vụ nổ từ trong phòng khiến anh Khánh văng bung khỏi cửa ra ngoài. Hiện trường còn có mùi hóa chất giống như chất gây nổ. Được biết, anh Khánh từng làm nghề lái xe đường dài, hiện anh đang xin nghỉ và chờ công việc mới. Lúc xảy ra vụ việc, vợ anh không có ở nhà. Hiện công an huyện Hàm Thuận Bắc đang phối hợp phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Sáng sớm tại đảo Lan Châu, thị xã Cửa Lò, Nghệ An, những người vợ vui mừng đón chồng, mang niềm vui về từ biển sau một đêm vất vả câu mực. Khi chiếc thuyền thúng vừa cập bãi, chị Tuyết hớn hở bưng rổ mực trên thuyền chồng vừa đưa về. Chị cho biết chiều qua, chị chuẩn bị thức ăn, đèn, ắc quy, xăng dầu rồi phụ chồng đẩy thuyền thúng, còn gọi là mũng, ra khơi câu mực suốt đêm. Hôm nào trúng thì được nhiều, như hôm nay khoảng 5kg, bán được trên dưới 200.000 một ký. Nghề câu mực ở Cửa Lò có từ lâu đời, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động nam giới. Do nhu cầu phục vụ khách du lịch ở Cửa Lò ngày càng đông, nên việc tiêu thụ sản phẩm mực tươi sống và nghề câu mực đêm của ngư dân được duy trì và phát triển. Hiện nay, thị xã Cửa Lò có trên 200 thuyền thúng chuyên câu mực, tập trung phần lớn ở phường Thu Thủy và Nghi Thủy. Ngày 7 tháng 5, một câu chuyện xúc động vừa được chia sẻ trên các trang mạng xã hội và diễn đàn ở Đà Nẵng. Người chia sẻ câu chuyện kể lại, trên đường đi qua hầm chui Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, Đà Nẵng, anh bị đánh rơi chiếc ví, trong đó có chừng 10 triệu tiền hàng và giấy tờ tùy thân. Lúc ví rơi xuống đất, tiền bay khắp đường hầm, rất nhiều người dừng xe lại lượm tiền. Cứ nghĩ người hôi của, hoảng loạn nên anh này cũng cố lượm được chừng nào hay chừng nấy. Nhưng trái với dự đoán, mọi người nhặt tiền xong xếp gọn gàng đem đến cho chủ nhân chiếc ví không thiếu một đồng. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, anh Nguyễn Văn Dương, người đánh rơi tiền cho biết, anh và gia đình từ Thanh Hóa vào Đà Nẵng mưu sinh bằng nghề buôn bán gia cầm. Sáng sớm nay, anh chở mẹ từ quận Thanh Khê vào trung tâm thành phố giao hàng. Khi chạy xe tới ống hầm Điện Biên Phủ, do túi quần nông nên ví rơi ra. Lúc phát hiện ra, hai người dừng xe rồi quay lại tìm thì đã thấy tiền trong ví bay tứ tung vì trong hầm gió rất to. Sắp tiền hàng mới nhận chừng 10 triệu đồng, trong đó chủ yếu tờ tiền mệnh giá 50.000 và 200.000 đồng theo gió bay tới cửa hầm. Thời điểm anh Dương rơi ví vào giờ cao điểm nên có rất đông người xúm lại nhặt tiền. Một số người cũng dừng lại dàn xếp giao thông để các xe di chuyển an toàn.
Chuyển sang những tin tức thế giới, đáng chú ý với thông tin mới được công bố, có đến 70% trẻ mắc bệnh gan bí ẩn ở Anh sống trong gia đình có nuôi chó. Đây cũng là lý do khiến các nhà khoa học nước này đang chạy đua để nghiên cứu liệu chó có thể là nguyên nhân khiến bùng phát bệnh viêm gan bí ẩn này hay không. Phần lớn các nghiên cứu gần đây đều cho rằng một loại virus phổ biến được gọi là adenovirus có thể gây ra sự gia tăng số ca nhiễm. Adenovirus vốn là nguyên nhân gây nên các bệnh liên quan đến đường hô hấp, viêm kết mạc hoặc rối loạn tiêu hóa. Nhưng một chủng adenovirus cũng được biết là có thể lây nhiễm sang chó, trong đó có thể gây ra bệnh viêm gan truyền nhiễm. Điều đặc biệt hơn cả là cuộc điều tra với 90 trong số 168 trẻ mắc viêm gan bí ẩn tại Anh thì có 64 trẻ sống trong gia đình có nuôi chó, số còn lại thường xuyên tiếp xúc với chó. 3/4 trong số 163 trẻ em mắc bệnh viêm gan ở Anh cũng đã có kết quả xét nghiệm dương tính với adenovirus. Một cuộc điều tra nghiên cứu trên diện rộng đang được tiến hành tại Anh. Nếu nghi ngờ này là đúng, sẽ mở ra hướng điều trị và khống chế dịch bệnh, nhưng cũng sẽ trở thành mối lo ngại lớn vì chó vốn là thú cưng không chỉ tại Anh mà còn nhiều quốc gia khác. Sáng ngày 7 tháng 5, giới chức Bắc Kinh, Trung Quốc đã mở đợt xét nghiệm COVID-19 mới tại Triều Dương, quận lớn nhất của thủ đô, cũng là nơi có nhiều đại sứ quán và tòa nhà văn phòng lớn. Những cư dân ở các khu vực khác có ghi nhận ca F0 tại Bắc Kinh cũng cần làm xét nghiệm trong cuối tuần này. Cũng trong ngày 7 tháng 5, chính quyền Thượng Hải đã thông báo hoãn kỳ thi đầu vào đại học một tháng đối với các sinh viên của thành phố sau khi cho biết Thượng Hải đang kiểm soát dịch tốt, song vẫn chưa thể nới lỏng hoàn toàn các hạn chế. Lần gần nhất điều này xảy ra là vào năm 2020 trong đợt bùng dịch ban đầu. Ngoài ra, Thượng Hải cùng với những thành phố khác cũng đang xây dựng hàng ngàn trạm xét nghiệm PCR cố định khi Trung Quốc muốn việc xét nghiệm COVID-19 trở thành một thói quen hàng ngày. Thông tin vụ nổ lớn tại khách sạn cổ ở thủ đô Cuba, ít nhất 18 người chết. Giới chức Cuba bác bỏ suy đoán vụ nổ tại khách sạn Saratoga ở thủ đô La Habana là một hành động khủng bố. Đây là công trình kiến trúc lịch sử nổi tiếng ở trung tâm La Habana, nằm trong khu phố cổ của thủ đô và đối diện tòa nhà Capitolio. Cảnh sát và nhân viên cứu hộ đã nhanh chóng được triển khai đến các tòa nhà chính phủ và công trình lịch sử gần khách sạn ngay sau vụ nổ. Các nguồn tin chính thức cho hay, nguyên nhân của vụ nổ có thể là do sự cố trong quá trình vận chuyển khí hóa lỏng từ một chiếc xe tải vào khách sạn. Theo nhà chức trách Cuba, đã có ít nhất 18 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương và mất tích trong vụ nổ xảy ra khoảng 10 giờ 50 phút sáng ngày 6 tháng 5 giờ địa phương. Phát hiện bất ngờ mới công bố về cỏ biển thải ra lượng đường tương đương 32 tỷ lon nước ngọt. Cỏ biển tạo thành những đồng cỏ xanh mướt ở dưới đáy nhiều vùng nước ven biển trên thế giới. Đây cũng là một trong những nguồn hấp thụ carbon toàn cầu hiệu quả nhất trên hành tinh. 1 km cỏ biển lưu trữ carbon gần như gấp đôi và nhanh gấp 35 lần so với rừng trên đất liền. Các nhà khoa học từ Viện Vi sinh vật biển Max Planck ở thành phố Bremen, Đức đã phát hiện cỏ biển thải ra một lượng lớn đường trong vùng sinh quyển của chúng. Nồng độ đường bên dưới cỏ biển cao hơn ít nhất 80 lần so với môi trường biển. Tình hình thời tiết hôm nay đáng chú ý ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ nay đến ngày 8 tháng 5, ở hai khu vực này có mưa rào và dông, lượng mưa khoảng 20 đến 50mm trên 24 giờ, có nơi trên 70mm trên 24 giờ. Mưa tập trung vào chiều và đêm. Như khu vực Hà Nội, mưa cũng tập trung vào chiều và đêm. Trong khi đó, tia cực tím UV được cảnh báo ở Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục duy trì ở mức nguy cơ gây hại cao đến rất cao, 8 đến 10. Chỉ số này ở Bắc Bộ hầu hết cũng ở mức cao trong 3 ngày tiếp theo. Về nhiệt độ, ở Tây Nguyên cao nhất từ 30 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Ở Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Bản tin 30 giây nóng đến đây xin tạm dừng. Để liên tục cập nhật những thông tin nóng nhất trên nhiều lĩnh vực, quý vị đừng quên bấm chuông theo dõi bản tin 30 giây nóng sẽ được phát vào lúc 20 giờ hàng ngày trên trang tuổitrẻ.vn, tv.tuổitrẻ.vn, kênh YouTube và fanpage của báo Tuổi Trẻ. Vì một lý do nào đó chưa thể xem được bản tin đúng giờ, bạn đọc có thể xem lại trên tất cả nền tảng của báo Tuổi Trẻ hoặc search từ khóa 30 giây nóng trên công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.
ghế massage cao cấp Daikyo San, báo hiếu là không chờ đợi.